Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻ họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngột và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Kính thưa anh chị em, truyền thuật tin mừng mà ta quen gọi là dụ ngôn người gieo giống này xuất hiện ở cả ba tin mừng trong Nhất Lãm. Nhưng mà cách triển khai của mỗi tác giả lại khác nhau. Chúng ta đang ở trong tin mừng theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 4 tới câu 15. Và khởi đi từ cái sự khác biệt giữa các tác giả với hai tác giả kia ấy, ta có thể tìm ra được ý nghĩa của trình thuật tin mừng này theo Luca. Khi giải thích dụ ngôn thì Matthew bắt đầu bằng câu: hễ ai nghe lời rao giảng Đức Trời. Như thế ông không nhấn mạnh đến cái hạt giống lời hay là người gieo giống, nhưng nhấn mạnh đến tình trạng tiếp nhận của những người nghe. Ngữ cảnh trước đó của Matthew cho phép ta hiểu rằng là trong khi những cái ngôn sứ và những người công chính sẵn sàng và ao ước được nghe lời của Đức Giêsu mà không được nghe, thì những cái người đây này, những cái người đang được nghe thì không phải tất cả đều sẵn sàng nghe. Đối với Marco, dụ ngôn này lại đóng vai trò như là ví dụ để giúp các môn đệ hiểu được các dụ ngôn khác. Bởi vì trước khi giải thích, Đức Giêsu nói là anh em không hiểu dụ ngôn này thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn. Và chìa khóa để hiểu chính là bản thân Đức Giêsu. Chính Ngài là người gieo giống. Luca lại khác. Chúng ta đang ở Luca. Luca bắt đầu cái phần giải thích dụ ngôn với khẳng định: hạt giống là lời Thiên Chúa. Còn ở trong dụ ngôn ấy, trong khi hai tác giả kia chỉ nói là người gieo giống đi ra gieo giống, thì Luca lại nhấn mạnh người ấy gieo hạt giống của mình. Như vậy, dù người gieo giống được hiểu ở đây là chính Đức Giêsu, hay theo một số tác giả thì nếu dụ ngôn là lời của Đức Giêsu thì lời giải thích lại là của giáo hội, có nghĩa là những người, cái người gieo giống lúc này là các tông đồ ấy, thì dù thế nào đi chăng nữa, dù là Đức Giêsu hay là giáo hội, thì lời được rao truyền vẫn là lời Chúa. Và cho dù thế nào,
bất chấp tình trạng của người đón nhận là thế nào, bất chấp tất cả những cái khó khăn, chống đối, những cái cản trở, thì lời ấy vẫn được rao truyền và phải được rao truyền, và cuối cùng sẽ sinh hoa kết quả dồi dào. Kính thưa anh chị em, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, cái kết quả dồi dào ấy có thể thấy nơi giáo hội ngày hôm nay, nơi cái sức sống mạnh mẽ, phong phú của các tín hữu được nuôi dưỡng bằng lời Chúa hàng ngày. Các tín hữu ấy đón nhận lời dạy của giáo hội, tức là đón nhận lấy chính sức sống của lời Chúa qua sự trình bày của giáo hội. Nói cách khác, vì mặc khải Kitô giáo là lời Chúa được ngỏ cho con người ngang qua lời con người, mà đỉnh cao là nơi Đức Giêsu ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa làm người đấng nói với con người bằng ngôn ngữ con người để chuyển trao cho các tông đồ lời hằng sống của Thiên Chúa. Cho nên sự tôn kính của ta dành cho lời Chúa cũng phải được tỏ bày qua thái độ kính trọng và vâng phục lời dạy của Hội Thánh. Không phải vô lý vô cớ mà giáo hội lại tuyên bố đó là lời Chúa khi đọc các thư của Thánh Phaolô, của Thánh Phêrô, hay nói chung là của các tông đồ. Bởi vì trái ngược với cái quan niệm cho rằng là cần phải vứt bỏ các giải thích của giáo hội, vứt bỏ các lời giải thích của giáo quyền, của truyền thống để có thể trở về với sự tinh tuyền của lời Chúa. Trái ngược với quan niệm đó thì ta tin như trình thuật tin mừng ngày hôm nay của Luca là chính truyền thống là phương tiện giữ gìn sự tinh tuyền và sức sống của lời Chúa, của tin mừng. Xin Chúa cho ta biết yêu mến, lắng nghe lời Chúa, đồng thời có được sự ngoan nguỳ, vâng phục lời dạy của Hội Thánh, để có thể một ngày một trưởng thành hơn, không chỉ là trong đời sống đức tin, mà là trong đời sống toàn diện. Và chính cái sự trưởng thành ở trong cách sống đó, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, gặp chống đối, gặp cản trở, thì sự trưởng thành ấy đến lượt nó lại là một cách thức phục vụ lời Chúa, làm cho lời Chúa được loan truyền không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng xương, bằng thịt, nơi mỗi hành động, nơi cuộc sống của chúng ta. Xin kính chào anh chị em.